đây đúng 40 năm, ngày 20 tháng 3 năm 1971, nhạc phẩm chủ đề của bộ phim Love Story nhảy vọt lên hàng đầu thị trường nhạc nhẹ Hoa Kỳ, để rồi ngự trị trên đỉnh cao trong vòng 4 tuần lễ liên tục. Ca khúc ăn khách thời bấy giờ là của Andy Williams, nhưng sau đó đã đi vòng quanh trái đất với gần 800 phiên bản khác nhau, ghi âm bằng 25 thứ tiếng, kể cả tiếng Việt. Nhiều nhà phê bình cho rằng Love Story là một bản nhạc xuất sắc, xứng đáng được liệt vào hàng kiệt tác. Theo bình chọn của Viện Phim ảnh Hoa Kỳ, American Film Institute, tác phẩm này nằm trong 100 bản nhạc phim hay nhất mọi thời đại. Nhạc phẩm Love Story đứng hàng thứ 9, chỉ thua các nhạc phim kinh điển như Casablanca, Cuốn Theo Chiều Gió, West Side Story, Bác Sĩ Zhivago, nhưng lại vượt qua mặt My Fair Lady, Bố Già, Titanic hay Định Giở Hú. Bản nhạc chủ đề gắn liền với bộ phim đến nỗi ít có ai còn nhớ từ bài hát ban đầu của nó là Where Do I Begin. Khi nghe những nốt nhạc vào đầu trỗi lên, có lẽ mọi người đều nhận ra ngay và gọi đó là bài Love Story. Một giai điệu nhẹ nhàng lãng mạn, miên man dịu dàng, gieo vào hồn người một chút cảm giác bâng khuâng, một thời xao xuyến rung động. Những nốt nhạc trầm khiến cho tâm hồn thoáng buồn, trong lòng khoảnh khắc tơ vương. Begin to tell the story of how great love can be, the sweet love story that is older than the sea, the simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Like a summer rain that cools the pavement with a patent leather shine, he came into my life and made the living fine, and gave a meaning to this empty world of mine. He fills my heart. He fills my heart with very special things, with angel songs. He fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with him along. Who could be lonely? I reach for his hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say, I'm going to need him till the stars all burn away, and he'll be there. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love. Could be lonely. I reach for his hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say, I'm going to need him till the stars all burn away. Trong làng nhạc quốc tế, một trong những giọng ca hát trội nhất nhạc phẩm Love Story trong tiếng Anh vẫn là danh ca Shirley Bassey. Phiên bản của Shirley rất dễ nhận ra nhờ khúc nhạc dạo đầu với bộ gõ. Ngoài cách nhạc chữ độc đáo, hát thoát theo làn hơi nhưng vẫn sọ âm trong những đoạn cao trào, Shirley Bassey còn có sở trường chuyển nhịp hất câu mà người nghe thường tìm thấy nơi giọng ca vàng Frank Sinatra. Thành danh từ những năm 1962-63,
Shirley nhờ vào nhạc phẩm Love Story mà được đăng quang thành nữ hoàng của dòng nhạc phim vào thập niên 70. Hầu hết các ca khúc chủ đề của loạt phim Điệp viên 007 trong giai đoạn này đều do bà ghi âm. Trong đó có nhạc phẩm Diamonds Are Forever phát hành vào năm 1971, tức là hầu như cùng thời với nhạc phẩm Chuyện tình Love Story. Một giọng hát trau chuốt mài dũa tự như một viên đá quý. Và cũng từ đó mà giới chuyên ngành đặt cho Shirley Bassey cái biệt danh Diva Kim Cương. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love. Trước khi nổi tiếng là một bản tình ca ướt đẫm nước mắt, nhạc phẩm Love Story trước hết là giai điệu chủ đề của bộ phim của đạo diễn Arthur Hiller. Bộ phim này ra mắt khán giả vào cuối năm 1970, dựa theo quyển tiểu thuyết vô cùng ăn khách của Eric Segal. Đối với ngành xuất bản, Eric Segal là nhà văn nổi tiếng nhờ một tác phẩm duy nhất, cho dù ông đã sáng tác nhiều cuốn truyện sau đó. Ban đầu được viết như một kịch bản phim, Love Story do không được một hãng phim nào mua bản quyền, cho nên mới được viết lại thành truyện ngắn, đăng trên báo, rồi được hoàn chỉnh thành một quyển tiểu thuyết dày 127 trang, phát hành đúng vào ngày lễ tình yêu Valentine năm 1970. Khi được hãng phim Paramount chuyển thể lên màn ảnh lớn, bộ phim Love Story đã làm thổn thức rung động hàng triệu con tim trên thế giới, với câu chuyện thương tâm của một đôi tình nhân trẻ, yêu nhau từ thuở trường đại học, nhưng lại bị gia đình cấm cản ngăn cách. Mối tình gian dở ngang trái, giữa một nữ sinh nhà nghèo với chàng trai con nhà giàu trở thành tấn bi kịch đẫm lệ khi căn bệnh ung thư máu cướp đi sinh mạng của cô gái hiền lành. Một lời thoại ở trong phim trở thành một trong những câu nói bất hủ của lịch sử điện ảnh Mỹ. Nhờ vào phim này mà tác giả hái ra bạc triệu, còn các nhà sản xuất khăn mù xoa cũng vậy. Chaque jour devient pour nous le dernier jour où on ne peut dire à demain à son amour et qu'on est là tout près de lui à regarder mourir sa vie. Une histoire d'amour pour nous deux, le mot toujours semble trop court. Pourtant, nous n'avons plus beaucoup de temps. Dans mon amour, il ne faut pas, tu ne dois pas pleurer sur moi. Pleurer sur nous, ne me dis pas adieu. Oublions tout, je vais fermer les yeux. Ne pleure pas. Prends-moi dans tes bras, restons ensemble, serre-moi fort. Tu vois, il me semble que ma vie s'endort. Une histoire d'amour, c'est la chanson de l'océan, des nuits d'été, souvenir qui va durer l'éternité. Tu vois ce soir, ma vie s'en va, mais notre amour ne finit pas. Une histoire d'amour, ça ne peut pas vraiment mourir en un seul jour. Ne reste pas le cœur en deuil à vivre seul. Il te faudra voir d'autres ciels, d'autres soleils. Ne pleure pas.
Nhạc phẩm Love Story do được sáng tác cho bộ phim Mỹ cùng tên với Ali McRae và Ryan O'Neill trong vai chính và do đạo diễn Arthur Hiller thực hiện vào năm 1970, cho nên vẫn được xem như là một ca khúc của làng nhạc Anh Mỹ. Thật ra đây là một bản nhạc Pháp do nhạc sĩ Francis Lê sáng tác. Bài hát đã được chuyển dịch sang nhiều thứ tiếng và trong tiếng Việt phiên bản này là do nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời. Sinh năm 1932 tại miền Nam nước Pháp, nhạc sĩ Francis Lê tốt nghiệp nhạc viện thành phố Nice trước khi đến Paris để lập nghiệp. Thời thanh niên, ông trao dồi thêm nhạc lý với nhiều bậc đàn anh, trong đó có tác giả Bernard Dimet, người đã hướng dẫn ông trên lĩnh vực sáng tác nhạc phim. Nổi tiếng trên khắp thế giới từ những năm 1960 như là một trong những gương mặt tiêu biểu của trường phái lãng mạn, Francis Lê tách ra khỏi xu hướng hiện thực của dòng nhạc Pháp những năm 1950. Ông quan niệm rằng âm nhạc là một ngôn ngữ không biên giới, chẳng cần đến ca từ mà vẫn có thể ăn sâu vào lòng người. Hầu hết các bản nhạc, kể cả bài Love Story, do ông sáng tác đều không có lời. Ca từ tiếng Pháp hay tiếng Anh chỉ được đặt sau đó. Ảnh hưởng này phần lớn xuất phát từ việc ông rất mê nhạc jazz. Thời còn trẻ, ông ngưỡng mộ hai cây đại thụ là Charlie Parker và Stan Getz. Trái với điều mà nhiều người lầm tưởng, nhạc khí sở trường của Francis Lê là phong cầm chứ không phải là dương cầm. Cho dù ông dùng nhiều bộ đàn dây để phối khí hòa âm các sáng tác của mình. Bên cạnh đó, ông còn sáng tác rất nhiều ca khúc ăn khách trong làng nhạc nhẹ. Tính tổng cộng, có trên dưới 60 nghệ sĩ tên tuổi đã từng hát nhạc của ông. Trong vòng hơn 40 năm sự nghiệp, Francis Lê đã soạn hơn 600 bản nhạc, hơn một nửa là nhạc phim không lời. Nhưng trong hoàn cảnh nào ông đã sáng tác giai điệu chủ đề của bộ phim Love Story? Thật ra, ông đã thành danh trong làng nhạc quốc tế từ năm 1966 nhờ soạn các khúc chủ đề của bộ phim Un homme et une femme của đạo diễn Claude Lelouch. Phim này từng đoạt cành cò vàng tại Cannes và 4 giải Oscar. Từ năm đó trở đi, Francis Lê rất bận rộn với công việc do được nhiều đạo diễn mời hợp tác. Và chính cũng vì thế mà ông đã hai lần từ chối khi hãng phim Paramount có dự án chuyển thể tiểu thuyết Love Story lên màn bạc. Bởi vì ngay vào thời điểm đó, ông đang phải soạn nhạc chủ đề cho 4 bộ phim khác nhau. Nhà sản xuất người Mỹ Bob Evans mới gọi điện thoại cho nam tài tử Alain Delon nhờ anh thuyết phục tác giả vì biết rằng ngoài đời hai người là bạn thân của nhau. Vì nể tình bạn mà Francis Lê lúc đó mới nhận lời, nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm ra được một giai điệu ưng ý. Theo lời kể của chính tác giả thì ông tìm được khúc nhạc Love Story vào lúc nửa khuya. Ban đầu ông sáng tác trên 4 nốt nhạc căn bản, nhưng làm như vậy
thì lại gần giống với cấu trúc của một giai điệu vô cùng ăn khách 2 năm về trước, là nhạc phẩm chủ đề của bộ phim Romeo và Juliet. Do vậy, trong câu mở đầu của mỗi đoạn, ông cho thêm một nốt nhạc, biến thành 5, trong khi các câu kế tiếp chỉ có 4 nốt nhạc mà thôi. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà giai điệu của bài hát trở nên lầm lì hơn. Hàng thập niên sau đó, bản nhạc này vẫn không có một vết nhăn, phần lớn cũng vì giai điệu từ nó đã đứng vững, không lời mà vẫn hết sức lôi cuốn. Nhìn lại, mỗi bài hát thường có một giai thoại. Trong trường hợp của Lost Story, bản tình ca muôn thuở đã đi vào huyền thoại. Dùng lời rất khó để mà nói rõ, ôi biết nói gì, cuộc tình lớn quá. Chuyện tình đáng nhớ tuy cũ nhưng là biển già trắng xóa. Cuộc tình quý giá như những ngọc ngà nàng dành cho ta, ôi biết nói gì. Với một lời quý mến mà nàng nói đến khi bước chân vào cuộc đời vắng ngắt, cuộc tình thứ nhất muôn kiếp muôn đời là tình vĩnh viễn. Vì nàng đã hiến đôi cánh tay mềm nghìn đời quyến luyến, lòng ta đầy kín. Là muôn nghìn chuyện yêu đương, có hát thân tiếng là những mộng huyền mênh mang, đầy kín hồn hoa mặn mát tình duyên. Thôi hết cuộc đời im tiếng, đời lẻ loi đã xa, ta đã được nàng làm gì con tim yêu. Nắm đôi tay thiên thần đi suốt mùa xuân, sẽ còn được biết mấy một đời luyến ái, yêu sẽ lâu dài hoặc là quá ngắn. Thật là khó đoán nhưng vẫn cho rằng cuộc đời có hết. Loài người có chính sao sáng trên trời ngày nào sẽ tắt, em vẫn gần tay.